trường tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Tân An. Cô rất vui được đồng hành cùng các em trong môn tự nhiên và xã hội lớp 3. Ở các tiết học trước, các em đã biết được sự chuyển động của trái đất. Ở tiết học này, các em sẽ khám phá thêm nhiều điều thú vị về trái đất qua chủ đề 14, hệ mặt trời. Khi tìm hiểu về chủ đề này, các em lần lượt tìm hiểu các nội dung sau. Trái đất là một hành tinh trong hệ mặt trời. Mặt trăng là vệ tinh của trái đất. Mở đầu bài học, cô mời các em nghe bài hát. Bài hát cho thấy trái đất cho ta sự sống, từ đó mầm sống sinh sôi, nảy nở, tạo nên một thế giới vui vẻ, ấm cúng, hạnh phúc. Vậy chúng ta nên bảo vệ và xây dựng trái đất để thế giới ngày càng tươi đẹp hơn. Các em thân mến, trong vũ trụ của chúng ta, ngoài mặt trời, trái đất và mặt trăng, còn nhiều hành tinh khác nữa. Sau đây, cô cùng các em tìm hiểu về hệ mặt trời qua nội dung 1. Trái đất là một hành tinh trong hệ mặt trời. Cô mời các em xem sách giáo khoa Tự nhiên và xã hội, trang 116-117. Sau đây, cô mời các em xem đoạn tiếp sau. Đây chính là các thiên thể chuyển động quanh mặt trời, được gọi là hành tinh. Đây là hệ mặt trời. Hệ mặt trời bao gồm nhiều hành tinh, mà trong đó mặt trời là nguồn sáng vô tận. Mặt trời là trung tâm cung cấp ánh sáng cho các hành tinh khác. Vậy, trong hệ mặt trời có những hành tinh nào? Trong hệ mặt trời có các hành tinh như sau. Hành tinh thứ nhất là sao Thủy. Hành tinh thứ hai là sao Kim. Hành tinh thứ ba, đó chính là trái đất. Hành tinh thứ tư là sao Hỏa. Tiếp theo là sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Vào năm 1930, đã phát hiện ra một thiên thể nằm trong hệ mặt trời. Đó chính là sao Diêm Vương. Trong hệ mặt trời, hành tinh nào gần mặt trời nhất? Hành tinh nào xa mặt trời nhất? Trong hệ mặt trời, hành tinh gần mặt trời nhất đó chính là sao Thủy. Hành tinh xa mặt trời nhất đó chính là sao Diêm Vương. Từ mặt trời xa dần, trái đất là hành tinh thứ mấy? Từ mặt trời xa dần, trái đất là hành tinh thứ ba. Sau đây, cô mời các em xem đoạn tiếp sau để tìm hiểu về các hành tinh trong hệ mặt trời. Trong hệ mặt trời
trời. Vậy trong hệ mặt trời, hành tinh nào có sự sống? Trong hệ mặt trời, trái đất là hành tinh có sự sống. Sự sống có ở khắp nơi trên trái đất, như ở cực Bắc, ở cực Nam, ở dưới biển, trong đất liền và trên đồi núi. Các em quan sát những hình ảnh để biết được trên trái đất, sự sống có ở khắp mọi nơi, như ở biển cả, sông, suối, ở cực Bắc, cực Nam. Và đây là sự sống sôi động ở Nam Cực, ở trên đất liền, ở vùng đồi núi. Sự sống có ở khắp nơi cùng với hoạt động của con người đã làm cho môi trường bị ô nhiễm. Hiện tượng xói mòn và sạt lở đất thường xuyên xảy ra. Vậy chúng ta cần làm gì để giữ cho trái đất luôn xanh, sạch và đẹp? Chúng ta phải lao động bảo vệ môi trường như trồng và chăm sóc cây xanh, không vứt rác bừa bãi, dọn dẹp vệ sinh đường phố sạch sẽ, đồng thời tuyên truyền để cho mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp hơn. Tất cả chúng ta luôn giữ gìn bảo vệ môi trường thì chắc chắn môi trường sống của chúng ta sẽ luôn xanh, sạch, đẹp như các hình dưới đây. Qua nội dung vừa tìm hiểu, các em cần ghi nhớ: trong hệ mặt trời, trái đất là hành tinh có sự sống. Để giữ cho trái đất luôn xanh, sạch và đẹp, chúng ta phải trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, vứt rác, đổ rác đúng nơi quy định, giữ vệ sinh môi trường xung quanh. Hàng năm, vào ngày rằm tháng 8, các em thường được tham gia những hoạt động nào? À, vào ngày rằm tháng 8, các em thường được tham gia hoạt động đó chính là vui trung thu. Vậy đêm đó bầu trời như thế nào? Đêm đó bầu trời rất sáng và đẹp, đó chính là nhờ ánh sáng của mặt trăng. Cô mời các em sang nội dung 2. Mặt trăng là vệ tinh của trái đất. Các em quan sát sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội trang 117-118. Các em quan sát hình. Nhìn vào hình, ở giữa là mặt trời, tiếp đến là trái đất, còn nhỏ nhất ở ngoài cùng đó chính là mặt trăng. Các em quan sát hình. Sau khi các em quan sát hình, ta thấy rằng mặt trăng chuyển động quanh trái đất nên mặt trăng được gọi là vệ tinh của trái đất. Các em quan sát tiếp, đây là hình ảnh mặt trăng. Các em quan sát xem mặt trăng có dạng hình gì? Mặt trăng có dạng hình cầu. Các em cho biết mặt trăng có những chuyển động nào? Mặt trăng vừa chuyển động xung quanh trái đất nhưng cũng vừa tự quay quanh nó. Sau đây em hãy nêu hướng chuyển động của mặt trăng quanh trái đất. Mặt trăng chuyển động quanh trái đất theo hướng cùng chiều quay của trái đất quanh mặt trời.
và theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, nghĩa là theo hướng từ tây sang đông. Tiếp theo chúng ta cùng so sánh về độ lớn của trái đất với mặt trăng, mặt trời với trái đất. Từ trong cùng các em nhìn thấy mặt trời lớn nhất, tiếp đến là trái đất và nhỏ nhất ở ngoài cùng đó chính là mặt trăng. Vậy trái đất lớn hơn mặt trăng, còn mặt trời lớn hơn trái đất nhiều lần. Đây là hình ảnh của bề mặt mặt trăng. Theo em, trên mặt trăng có sự sống không? Trên mặt trăng không có không khí, nước và sự sống. Cô mời các em quan sát hình sau đây. Đây là vệ tinh Vinasat. Vinasat là các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu, chế tạo thành công và đưa vào sử dụng để ứng dụng làm đường truyền viễn thông, Internet, đặc biệt là báo khẩn cấp khi có thiên tai xảy ra. Và đây là hình ảnh của một phi hành gia và kỹ sư kỹ thuật hàng không vũ trụ người Mỹ, và cũng là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Ông cũng là một phi công hải quân, phi công thử nghiệm và là một giáo sư đại học. Còn đây là Phạm Tuân, ông là phi công, phi hành gia người Việt, tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam. Ông là người đầu tiên của Việt Nam và châu Á bay lên vũ trụ vào năm 1980. Qua tìm hiểu về mặt trăng, chúng ta cần nhớ mặt trăng có dạng hình cầu. Mặt trăng chuyển động quanh trái đất nên được gọi là vệ tinh của trái đất. Mặt trăng vừa chuyển động xung quanh trái đất nhưng cũng vừa tự quay quanh nó. Trái đất lớn hơn mặt trăng, còn mặt trời lớn hơn trái đất nhiều lần. Trên mặt trăng không có không khí, nước và sự sống. Vào buổi tối, các em nhìn lên bầu trời, ta nhìn thấy mặt trăng có nhiều hình dạng khác nhau. Có lúc tròn, có lúc có hình elipse, có lúc lại có hình trăng khuyết và hình trăng lưỡi liềm. Vậy tại sao mặt trăng có nhiều hình dáng như thế? Thực tế thì mặt trăng chỉ có một hình dạng, đó là hình cầu, và nó quay quanh trái đất. Mặt trăng có phát sáng không nhỉ? Dĩ nhiên là không rồi. Nhìn vào đây, ta thấy trái đất, mặt trăng đều nhận được ánh sáng từ mặt trời, nên một nửa thì sáng và một nửa là phần tối. Vậy thì bạn thử nghĩ xem, tại sao từ trái đất ta lại thấy hình dạng khác nhau của mặt trăng? Lúc thì giống cái lưỡi liềm, lúc lại tròn như cái đĩa. Giờ hãy cùng giải thích nhé. Dựa theo những hình ảnh nhìn thấy, ta có thể chia chu kỳ mặt trăng thành 8 pha. Cô vừa hướng dẫn các em xong chủ đề 14 hệ mặt trời với các nội dung: trái đất là một hành tinh trong hệ mặt trời, mặt trăng là vệ tinh của trái đất. Ở nhà, các em chú ý xem thêm sách giáo khoa tự nhiên và xã hội lớp 3. Đồng thời, các em tìm hiểu trên mạng, Internet, trên báo và chuẩn bị nội dung tiếp theo. Đó chính là chủ đề 15. Giờ học đến đây là